vâng xin chào tất cả mọi người xin chào tất cả quý vị các cô chú anh chị và các bạn à, trước những cái vấn đề nóng trong câu chuyện của em vũ thì uh, dựa trên những cái điều thực tế mà cô chú anh chị và các bạn cũng đã thấy rồi cái động thái rất là rõ ràng từ phía anh ngọc từ phía uh, nghĩa trọng những anh chị em uh, tham gia giúp đỡ em vũ uh, phải nói rất là nhiệt tình và chân tình thì ở đây thì chúng ta sẽ dựa trên những cái điều căn bản để chúng ta phân tích tại sao uh, có thể À, là bà cô này sẽ bị bắt và bị bắt khẩn cấp. À, tôi nói ở đây là nên 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 à, bắt những cái con người này bắt một cách chính xác chứ không phải là chúng ta à, nhìn vào đó để chúng ta bịa đặt ra câu chuyện nha và sâu chuỗi lại tất cả những vấn đề thì ở video này sẽ tổng hợp tạm thời tổng hợp để cho mọi người thấy là những cái cơ sở để cho bà cô này có thể bị bắt. Trước khi đến với cái điều đó thì tôi cũng nhấn mạnh với tất cả các chú chị và các bạn một điều là chúng ta phải thượng tôn pháp luật mình hy vọng là tất cả các anh em khi truy tìm bà vân này cũng nên cẩn thận à, mình thì mình à, nói thật là mình đã đến và hầu như là mình có khả năng để mình chạm mặt bà ta nếu như đó chính xác là bà ta ở trong phòng đó ở trong cái căn nhà mà cạnh nhà em vũ đó thì bà ta làm gì đến đó thì bà ai mà dám ngông nghênh ngang, ngang chẳng qua bà ta đến đó là đến là đến chỗ Bùa nhà bà ta thôi nếu có nha nếu còn cái câu chuyện ở đây là mình muốn nói với tất cả cô chú anh chị và các bạn là chúng ta tỉnh táo và đề phòng đề phòng những gì nó đang diễn ra và nếu như không may nó đang có những cái vấn đề mà nó căng hơn nữa thì chúng ta sẽ còn phải làm những cái điều khác nữa cô chú anh chị và các bạn đó là cái tự vệ cho bản thân mình là mình rất hy vọng là các bác các anh các chị dù làm gì đi chăng nữa thì cũng để cái yếu tố ở đây là cái yếu tố phòng ngừa cho bản thân và quan trọng nhất lúc này là chúng ta nhìn vào cái sự an toàn đấy cái sự an toàn của anh Ngọc em Vũ và nghĩa trọng TV trong những câu chuyện bởi vì kể cả bản thân mình thôi khi mà có những cái cuộc điện thoại hay có những cái lời đe dọa thì mình cũng dù gì chăng nữa mình cho dù là mình không sợ nhưng mình cũng muốn phải đề phòng vì đó là những cái mà chúng ta phải thấy rằng là nó là những cái nguy hiểm một cách thật sự và thôi thì để mọi người vào ngay với vấn đề thì chúng ta phân tích ở cái góc độ tại sao là bà này chắc chắn sẽ bị bắt nếu như bên phía anh Ngọc đưa đơn và mình vẫn lưu ý một điều là tất cả những uh, giấy tờ văn bản trong tay em Vũ còn nguyên si đó chỉ cần là quan trọng nhất là cái di chúc thôi thì cái yếu tố đầu tiên là có 8 cái vấn đề mà chúng ta cần phân tích với nhau đó là bà nội viết giấy ủy quyền cho ông nội viết di chúc để lại tài sản cho em Vũ cái vấn đề này thì cô chú anh chị và các bạn đã thấy rất là rõ ràng rồi mình đã chia sẻ lên và đã có cái giấy ủy quyền đó đây là một cái phải nói là cảm ơn anh ngọc rất là nhiều vì phải như thế này thì cô chú anh chị và các bạn mới yên tâm giống như chúng ta nói là nó có sách mách phải có trứng đấy cô chú anh chị và các bạn để mọi người được yên tâm đó là những cái thực tế đó là những cái cơ sở cũng để cho các anh chị giúp đỡ hoặc là những người như sư cô yên tâm về cái mặt giúp đỡ em Vũ hỗ trợ về vấn đề tài chính luật sư. Đấy. Đó nhá. Thứ hai là ông viết di chúc để lại căn nhà trên nền tự cất và toàn bộ tài sản trong căn nhà cho em Vũ. Có ba người hàng xóm làm chứng cùng ký tên tại phòng công chứng. Ông nội cũng giao cho em Vũ làm người và người giám hộ đến khi À, giao cho mẹ em Vũ làm người giám hộ đến khi Vũ đủ 18 tuổi. Thì mình xin đính chính là hình như là có hai người thôi. Thì anh Ánh và 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 à, bác Tư. Thì đấy là mình chỉ nghe hai người đó thôi, còn bác bác hàng xóm thân thiết nhất là đáng lẽ là bác ấy cũng là người làm chứng là người thứ ba đó. Thì có cứ hai người làm chứng thôi đã là ok rồi. Một người cũng đã được chứ đừng nói là hai người. Đúng không ạ? Và quan trọng mình vẫn nói ở cái nội dung một quan trọng là vũ giữ được cái giấy tờ và căn bản nhất đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây là khi mà ông nội ông nội để lại uh, di trúc và toàn bộ tài sản thì chúng ta lại phải nhớ rằng là ai là người đã vận chuyển những cái tài sản uh, của em vũ ra ngoài đường để ép gia đình em vũ để vận chuyển cái số tài sản đó đi và những cái tài sản còn lại thì còn đi bán bằng chứng là có anh anh chia sẻ là có một anh còn mua lại cái cây phơi đồ hay là cái cái, cái dàn kệ inox gì đó mà bởi vì ngày xưa là mẹ em vũ bán hàng tạp hóa cho nên là sau khi mà chị diễm đi làm công ty nấu ăn cho công ty đấy trước khi mất đấy thì bản thân chị ấy vẫn còn những cái đồ đạc trong nhà đấy là một cái điều rất là rõ ràng nhá và hãy nhớ là di trúc và cái quan trọng là cái ý chí của ông nội ông viết di trúc để lại cái này là được cái bảo hộ của pháp luật nhé thứ ba là ba em vũ cũng viết giấy cam kết không tranh chấp tài sản trong căn nhà cũng như tất cả những gì mà ông nội đã viết di chúc cho vũ cái điều này là cái điều đương nhiên đấy ba mẹ tôn trọng di chúc của ông nội và đường nào thì cũng thuộc về về em vũ thôi cho nên là ba mẹ em vũ uh, từ chối nhận tài sản của ông nội nó là một cái quy định một phần trong cái thủ tục ừ. nói chung là mình không biết là mình chia sẻ nó có chính xác hết hay không thế nhưng mà ở đây nó có những quy định của pháp luật rất là rõ ràng về cái việc nhận cho nhận di chúc và cái đây của cái cũng là cái để chứng minh là em vũ là chủ căn nhà đấy các quan quan trọng nhất là như vậy thứ tư là ba em vũ cũng viết một giấy ủy quyền cho vợ làm giám hộ cho vũ đến khi tròn 18 tuổi đây là cái điều mà mình cũng đã từng chia sẻ rồi thì phải và trong những cái này chúng ta phải thấy rằng là nó có những cái điều nó được pháp luật bảo hộ quy định rất là rõ ràng vậy thì bà cô này lấy cái quyền gì bà cô này có di trúc của ông nội để lại không có ai làm chứng cho bà không trong cái việc là bà đi uh, bán nhà của người ta bà lại còn nói là ông nội bán lại cho bà ừ. cho nên là video trước mình nói là bà ấy muốn tìm muốn đe dọa em vũ uh, để lấy cái giấy tờ liên quan là có khả năng cô chú chị của bạn Đó. bởi vì con người này, những cái con người nham hiểm thì họ đương nhiên là họ phải dùng những cách nham hiểm rồi thứ năm là tất cả những giấy Tờ trên đều có con dấu của công ty vào phòng công chứng Rõ ràng cái giấy tờ mua bán đất này Đều có con dấu này Đó Của những, những uh, văn phòng công chứng này Giấy ủy quyền Có đầy đủ của các văn phòng công chứng đây, đây là một cái điều mà không thể bàn cãi Chối cãi đi đâu được cả Đây lại càng là cái củng cố thêm Cho cái hành động Chiếm cái căn nhà của cái bà kia Nó giống như là một con tu hú đấy Chiếm nhà người khác ấy nè một cây trầm gửi so sánh đây thì nó là khập khiễng được mọi người ạ nhưng nói đúng hơn là nếu mà tất cả những giấy tờ em vũ vẫn đang đứng là chủ căn nhà thì đúng là cướp ngày một lũ cướp ngày đúng không không phải nói là một con cướp ngày chứ không phải một lũ đâu thứ sáu là ngoài di chúc còn có giấy tờ mua bán nền nhà tự cất và sơ đồ đất có con dấu của công ty cái này thì cô chú anh chị và các bạn cứ đến giống như là mọi người nhìn trong video á mà SMTV chạy lúc vừa chạy qua nhà bồ của của cái bà cô đấy nha là đi ở cái dãy đó là từ 1 đến 21 là cái dãy đầu tiên và mọi người xem lại cái video những cái video trước của tôi tôi để ở đó là cái dữ liệu của anh Ngọc đó đó là cái gì ạ đó là những cái sơ đồ bản đồ và cái uh, giấy cái cái uh, công văn cấp cho công ty đó liên quan đến cái số nhà từ 1A mấy, 1A1, 1A2, 1A3 và tổng cụ thể tôi nhớ không nhầm, trong đó là 53 căn. Đây là một cái điều rất là rõ ràng và có giấy tờ có quy định, có công văn của nhà nước chứ không phải là có uh, có có cái sự chia sẻ của chúng ta. Và bản thân bà này thì chắc là trên răng dưới cá tút, bản thân bà ta cũng có những cái đó bởi vì bà ta trước kia cũng đã từng mua ở đấy hai ba lô đất rồi và không hiểu vì sao thì có lời hay lời nhiều hay lời ít thì bà ta bán rồi đúng không? Bà ta cũng là một dân bất động sản chẳng hạn. Thế còn uh, bây giờ bà ta có nhiều tài sản hay không thì mình không biết. À. Nhiều tiền hay không thì không biết, nhưng mà tôi tôi nói là nếu mà dân có tiền 10 15 tỷ vài chục tỷ thì uh, cái câu chuyện này giải quyết nhanh lắm. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bà ta toang rồi đó. Thứ bảy là có giấy cấp số nhà thì tôi vừa nói ở trong video và đã có những cái 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 giấy tờ mà tôi vừa che lại những cái địa chỉ thôi ở trên đó nó có những cái công văn giấy tờ rất là rõ ràng thứ tám là có toàn bộ biên lai mà mẹ vũ đứng ra đóng thuế cho nhà nước cái đấy thì lại cụ thể bởi vì nó chỉ là những cái giấy tờ liên quan thôi nó là những cái giấy tờ liên quan để chứng minh cho cái di trúc của ông nội chứng minh cho tất cả những gì ba vũ mẹ vũ đó, làm ủy quyền hoặc là 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 để lại cho vũ là một điều chính xác một trăm phần trăm mà còn bà cô kia thì bà có cái gì trong tay đó đó mới là cái vấn đề mà mình muốn nói ở đây là bây giờ phải làm một cách khẩn trương và cố gắng chịu khó vất vả để may để sớm lấy lại cái căn nhà đây là cái điều mà tôi muốn nói một cách thực tế để cho tất cả cô chú anh chị và các bạn nhìn nhận vào trong câu chuyện để mọi người không bị, để bị 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 lẫn hoặc là mọi người không bị về những cái thông tin nào đó nó làm cho mọi người uh, lung lay còn về việc bắt bà ta bây giờ thì nói tóm lại với các bác các anh các chị là cơ quan chức năng chắc chắn sẽ ra lệnh bắt nếu như cái bà ta trốn tránh phải nói đầu tiên là người ta sẽ triệu tập sau đó nó xét thấy những cái vấn đề ở đây có là có vấn đề hình sự thì cơ quan chức năng sẽ yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can rồi mới có cái lệnh bắt tạm giam đã khởi tố bị can thì chắc chắn hầu như là uh, bắt tạm giam rồi thế còn uh, phạm tội ở dưới cái mức quy định thì người ta mới cho tại ngoại thôi Bà này mà cho tại ngoại thì tôi nghĩ là không có cơ sở để cho bà này tại ngoại đâu các bác anh, anh chị Bởi số tiền nó rất là lớn Và với cái hình thức mà bà ta đe dọa người khác như thế này Thì cần phải có những cái gì đó Cái chế tài phù hợp đối với những cái con người này Để đưa ra xét xử nếu như bà ta phạm tội Mà trong cái câu chuyện mà chúng ta xem xét từ đầu đến giờ Thì bản thân thì cũng đã đưa cho cô chú anh chị và các bạn xem rất rõ đó là những công văn giấy tờ nó có dấu mộc và tôi còn đã đánh những mũi tên có dấu mộc ở đó để cho cô chú anh chị và các bạn khỏi bị nhầm lẫn đó. đây là một điều rất là là chính xác chứ tôi cũng như là các bác anh chị không bịa ra ở đây hoàn toàn ở đây là có cơ sở rất là rõ ràng rồi và những cái mà vừa rồi để chứng minh cho cô chú anh chị và các bạn thấy đó là cái gì ạ đó là pháp luật không có vùng cấm và tuy thưa nhưng nó rất khó lọt nha cô chú anh chị và các bạn phải nói là tuy thưa nhưng khó lọt là ở chỗ đó vì những cái hành động nếu như bà ta lại còn có những cái đối phó sau này mà cơ quan chức năng hỏi ra và ta lại nộp được lên những cái giấy tờ nào đó mà để đối phó nữa thì của uh... mình thấy hay đấy hay nếu như bà ta có những cái giấy tờ đối phó thì lại rất là hay nó lại càng củng cố thêm những cái bằng chứng những cái dữ liệu những cái quan điểm của anh ngọc của tất cả mọi người về một con người lừa đảo là hoàn toàn có thật bởi vì hầu như là nếu như chúng ta phải nói rằng là nếu như bà ta chứng minh được cái việc là ông của em vũ đó, ông của em vũ mà bán cho bà ta thì bà ta phải có những cái giấy tờ đầy đủ chứng minh tất cả những cái sự việc đó chứ không phải là bà ta Ngồi ở đó là bà ta nói cho cho xong Mà nói như vậy thì ai cũng nói được Nói như vậy là nói để chống chế Nói như vậy là để Khiến cho à, em Vũ Lung lay cái, 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 cái tư tưởng Cái quan điểm thôi Lúc đầu bà ta nghĩ là bà ta nói như vậy là em Vũ Sẽ lung lay tư tưởng Hoặc cái quan điểm của mình đó. Để đánh gục cái ý chí Đòi lại nhà, tìm lại nhà của em Vũ đấy Của chú anh chị và đó Nhưng mà bà ta lại không nghĩ rằng là Trong tay của em Vũ trong tay của anh Ngọc có những cái giấy tờ nó rất là cụ thể liên quan đến cái việc là sở hữu căn nhà là chủ sở hữu căn nhà đó, và chủ quyền của cái căn nhà đó nha mọi người đây là cái mà có lẽ là bà cô này bà ấy không không nghĩ rằng là có một ngày nào đó nhân quả báo ứng nó đến rất nhanh nha tôi nói ở đây là nhân quả báo ứng đến rất nhanh nó không chừa một ai đâu cho nên tham lam thì nó vẫn cứ thể hiện được cái 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 bản chất cho lòi ra ngoài thôi nó bản tính mà đã côn đồ rồi thì xin thưa với tất cả các bạn ấy, các anh chị là những cái thứ người đó thì không tồn tại được lâu trong xã hội và đi lừa đảo và lợi dụng cái lòng tin để lừa đảo người này người kia lợi dụng với cái sự tin tưởng của người này người kia để đi lừa đảo thì không bao giờ tồn tại được lâu sớm muộn cũng bị vạch mặt và bị bắt thôi à, xin được cảm ơn tất cả quý vị các cô chú chị và bạn À, chúc cho mọi người luôn sức khỏe bình an và hy vọng cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và chia sẻ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn. Những cái dữ liệu đó là những cái dữ liệu đầy đủ để cho cô chú anh chị và các bạn thấy rằng là em Vũ, anh Ngọc hoàn toàn có những cái cơ sở để yêu cầu khởi tố cái uh, bà cô lừa đảo này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đăng ký kênh và chia sẻ. Chúng ta hãy chờ tin vui từ phía anh Ngọc cũng như là các cơ quan chức năng và Ether TV sẽ cập nhật với mọi người những cái thông tin thật nóng ở video sau. Cảm ơn tất cả các bác, các anh, chị.